được sự tài trợ của Ban trị sự và Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, sáng ngày 9 tháng 8 năm 2021, Chùa Tịnh Nghiêm, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận 20 tấn nông sản Đà Lạt để phân phối gửi đến người dân trong các khu vực bị phong tỏa do dịch bệnh tại thành phố Mỹ Tho và các huyện lân cận. Sau khi tiếp nhận các thực phẩm, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm, Ủy viên Ban trị sự, trưởng phân ban ni giới tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Tịnh Nghiêm đã trực tiếp hướng dẫn đi chúng tại bổn tự, phân phối ra từng loại và chia thành từng phần nhỏ gọn để thuận tiện và kịp thời chuyển đến người dân trong các khu phong tỏa, cách ly y tế đang gặp khó khăn về thực phẩm tiêu dùng thường nhật. Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm cho biết, trong số thực phẩm tiếp nhận này, ni trưởng đã chuyển một tấn đến bà con huyện Tân Phú Đông cũng đang bị cách ly để phòng chống dịch bệnh số còn lại sẽ gửi đến người dân trong các khu cách ly y tế và bà con có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố Mỹ Tho. Ni trưởng cũng cho biết thêm là chiều ngày 10 tháng 8 năm 2021, Chùa Tịnh Nghiêm còn tiếp nhận thêm 1,5 tấn rau củ quả nông sản An Giang do nhóm Phật tử tại An Giang gửi đến hỗ trợ bà con tại thành phố Mỹ Tho đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhân dịp này, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến chư tôn đức trong ban trị sự và ban từ thiện xã hội phật giáo thành phố đà lạt và tỉnh lâm đồng ngưỡng nguyện chư phật gia hộ chư tôn đức luôn nhiều sức khỏe phật sự hanh thông cảm ơn và chúc an lành đến quý phật tử tại an giang đã đồng hành với chùa tịnh nghiêm để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn từ đầu mùa dịch đến nay cầu nguyện dịch bệnh sớm đi qua để người dân trở lại bình yên trong cuộc sống đời thường